Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, cái vụ án liên quan tới vụ làm giả cử tri đoàn đối với những khán giả ở Việt Nam đó, thì thưa quý vị, ở Mỹ này cái hệ thống bầu cử có cử tri đoàn. Dân đi bầu nhưng mà tiểu bang thì chọn cử tri đoàn. Đối với hệ thống bầu cử như vậy, nhiều nhà phân tích họ nói cũng không công bằng. Chúng ta cũng nhớ bà Clinton đạt được đa số phiếu của cử tri, nhiều triệu phiếu trên ông Trump, nhưng bà vẫn thua. Bởi vì tính ra phiếu cử tri đoàn thì bà thua ông Trump. Hệ thống bầu cử này, hiến pháp lập ra từ khi thành lập nước Mỹ, đã tạo ra nhiều tranh cãi nhưng mà không thay đổi được. Bởi vì mục tiêu là giúp cho những tiểu bang nhỏ vẫn có được các cử tri đoàn. Còn nếu như mà cứ tiểu bang như là California có phiếu cử tri đoàn cao nhất mà lần nào cũng tập trung vào đại đa số phiếu, thí dụ như California, New York là nơi mà có dân số nhiều nhất, lại là những tiểu bang dân chủ đó, thì chẳng lẽ cuộc bầu cử nào thì ông dân chủ cũng thắng sao? Cho nên đó cũng là lý do mà các nhà lập quốc đã tạo ra cái hệ thống bầu cử kiểu cử tri đoàn duy nhất trên thế giới hiện nay, thưa quý vị. Cho nên mỗi khi quý vị nghe chữ cử tri đoàn á, thì đó là một người đại diện cho hàng triệu người. Thí dụ như California có trên 40 triệu dân mà chỉ có chòm chèm 50 hoặc là tùy theo hàng 10 năm kiểm tra dân số. Khi mà kiểm tra dân số đó thì cái số cử tri đoàn cũng lên xuống, bởi vì dân số mà yếu đi, chẳng như California trong thời gian qua đó người ta bỏ đi nhiều đó, thì cử tri đoàn cũng giảm xuống, chứ không phải là lúc nào cái con số đó nó chính xác cả. Cho nên khi mà một tiểu bang giảm thì Florida hoặc là Texas lên thêm một cử tri đoàn, chỉ có cái con số thượng nghị sĩ vân vân mới đại diện. Và cử tri đoàn cũng dựa vào cái số ghế dân biểu và thượng nghị sĩ cũng như thống đốc của một tiểu bang. Cho nên đó là lý do tại sao ông Trump thua ở Arizona, Georgia vân vân á, ông muốn có thêm số phiếu, và qua đó ngoài cái chuyện số phiếu để đạt được, bởi vì người nào thắng đa số phiếu của một tiểu bang, chứ không có tính trên 50 tiểu bang, nếu thắng đa số phiếu ở một tiểu bang thôi, cho dù là 5-10 phiếu nữa, toàn bộ cử tri đoàn của tiểu bang đó sẽ nghiêng về ông Trump hoặc nghiêng về ông Biden. California là luôn luôn nghiêng về đảng Dân Chủ, bởi vì luôn luôn California có số cử tri theo Dân Chủ nhiều hơn so với đảng Cộng Hòa. Và các tiểu bang gọi là swing state, mùa bầu cử năm nay đó thì họ nghiêng, cử tri lại bỏ phiếu nghiêng về đảng Cộng Hòa. Mùa bầu cử năm tới là họ bỏ phiếu nghiêng về đảng Dân Chủ, cho nên cứ thay đổi thường xuyên. Arizona, Nevada hoặc là Pennsylvania, Wisconsin, Georgia bây giờ nằm trong những cái tiểu bang gọi là nghiêng ngả đó. Thì khi mà thua thì chỉ cần hơn, đó là lý do tại sao ông Trump gọi đến tiểu bang Georgia để xin thêm 11.000 mấy trăm phiếu đó, hơn ông Biden một phiếu thôi. Trong lời của ông Trump gọi tới đó, tôi chỉ xin hơn ông Biden một phiếu, là toàn bộ cử tri đoàn của tiểu bang Georgia sẽ nghiêng về ông Trump để ông phần thắng. Và đó là lý do những người theo đảng Cộng Hòa tại Arizona, Michigan và đặc biệt là ở Georgia nữa đó, họ đã ngồi xuống, mà trong đó bà luật sư Jenna Ellis đã ngồi xuống hướng dẫn, bà giải thích hiến pháp. Bây giờ quý vị làm giả cử tri đoàn đi, lập cái hồ sơ này, và trong số này đó Arizona cần 11 cử tri đoàn là ông Trump thắng, thì 11 người ủng hộ ông Trump MAGA đó, họ đồng ý và họ lên kế hoạch. Bên cạnh đó có các cố vấn khác
Chẳng hạn như ông John Eastman cũng luật sư và cố vấn của ông Trump, Rudy Giuliani cũng là luật sư và cố vấn, rồi bà Janet Ellis cũng là luật sư và cố vấn. Những người này nằm trong số 18 người bị Arizona kết tội lừa đảo, âm mưu và giả làm cử tri đoàn. Mức án có thể lên tới 9, 10 năm vân vân tùy theo mức độ. Và nếu như bà Janet Ellis không hợp tác đó, chắc chắn thứ nhất bằng luật sư của bà bị rút, thứ hai là ngồi tù nhiều khi 5, 6, 9 năm vân vân, thì coi như là sự nghiệp nó tan đời luôn. Và đó là lý do cuối cùng bà phải đọc và xin lỗi, nước mắt chảy ràng rụa và xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn và tòa án. Bà đã tuyên bố tôi đã quá sai lầm khi đứng ra để tạo ra một cái âm mưu thay đổi số cử tri đoàn. Bà chịu 9 tội. Thì chỉ cần luật bên phía công tố viên nói bây giờ bà đồng ý hợp tác với chúng tôi đi, bà sẽ được trắng án. Và hôm nay phía công tố viên biện lý cuộc của Arizona tuyên bố hủy bỏ 9 tội với điều kiện bà hợp tác hoàn toàn. Hợp tác hoàn toàn có nghĩa là bà kể hết tất cả các sự việc kể từ khi kết quả bầu cử của cái buổi tối ngày bầu cử cho đến ngày mà họ bị bắt. Và bà nói bằng cung cấp đầy đủ các chi tiết trong cái vụ lừa đảo âm mưu này. Thì thưa quý vị, hiện nay vẫn còn 11 người không nhận tội, trong đó Rudy Giuliani tội lớn, âm mưu lừa đảo, can thiệp vào bầu cử Arizona. Và như vậy, số phận của những người còn lại, rồi thì theo các nhà phân tích họ nói những người này rồi cũng phải nhận hợp tác. Và cuối cùng kẻ mà Arizona muốn nhắm tới là ông cựu Tổng thống Trump. Và thưa quý vị, như lúc nãy chúng tôi thưa đó, là một trong những cái điểm yếu mà ông thống đốc Minnesota Tim Walz bị chỉ trích rất là nhiều, đó là xảy ra một cái bê bối liên quan đến cái chuyện 250 triệu tiền ngân sách ở tiểu bang này bị gian lận. Mà cái vụ này đó chính thức bị điều tra là cuối năm 2021, đầu năm 2022, mà nó chỉ lại nhận được cái sự chú ý của báo chí khắp cả nước mới hồi tháng 7 này, khi mà tất cả cái bọn mà lừa đảo tiền của chính phủ ở tại tiểu bang Minnesota đó bây giờ chuẩn bị ra tòa, thì nó lại xảy ra một cái chuyện quý vị cũng nhớ là vào hồi tháng 7 chúng tôi có gửi đến tin tức là một trong những cái tên mà bị truy tố đó vác một cái bọc tiền 120.000 Mỹ Kim tiền mặt đến hối lộ cho một trong những người bồi thẩm đoàn để giống như là phán y không có tội vân vân. Thì cái chuyện này nó lại gây ra một cái sự chú ý nữa. Thì đây là hình ảnh cái bọc tiền 120.000 đây thưa quý vị. Thì quay trở lại cái vấn đề mà cái vụ mà bê bối tiền mất thất thoát nhiều nhất trong lịch sử tiểu bang Minnesota, thì phải nói đến cái tổ chức gọi là Feeding Our Future, do cái người phụ nữ đây là Amy Bock thưa quý vị. Và khi mà bây giờ cái vụ này nó ra tòa rồi đó, thì phía các công tố viên họ mới đưa ra những cái bằng chứng, rồi giống như là báo chí họ mới cập nhật tin tức, mới biết là bằng cách nào mà cái tổ chức của người phụ nữ này với sự trợ giúp của khoảng một chục người gồm có bạn trai rồi những người bạn thân mà có thể chiếm đoạt được số tiền lên đến 250 triệu Mỹ Kim của tiểu bang. Thì đây là tiền mặt khi mà các công tố viên họ ập vào nhà của những tên này để mà tịch thu. Đây là Amy Bock thưa quý vị. Thì vào cái mùa đại dịch đó, ông Tim Walz ổng ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học, trẻ em học ở nhà. Nhưng mà phía tiểu bang vẫn cung cấp những cái bữa ăn miễn phí cho trẻ nhỏ. Thì cha mẹ chở đến giống như là những cái trường học đó, rồi lái xe get live vào để lấy. Thì cái tổ chức của cái bà Amy Bock này, Feeding Our Future đó, bà đứng ra, bà giống như là đấu thầu nhận cái chuyện này. Nhưng mà bà thành lập một lúc một chục cái công ty nhỏ khác nữa thưa quý vị, mà không biết là phía tiểu bang khi mà bà nộp đơn bà xin đó có kiểm tra hay không. Giống như bà lập ra công ty ABCD, thì giống như A đưa ra những cái invoice là ồ tôi cung cấp thịt cho bà này, rồi công ty B đó thì tôi cung cấp cơm chẳng hạn như vậy, rồi bà mua về xong rồi đó bà mới nấu thành những cái bữa ăn rồi bà đưa cho gia đình của các em nhỏ, và sau đó bà trust tiền lại cho tiểu bang.
Thế nhưng sau khi mà bị điều tra rồi đó, các công tố viên phát hiện là chỉ ở những cái học khu nào mà đông đúc dân cư đó, thì trong khoảng thời gian đầu bà mới đến bà phân phát thức ăn, nhưng mà rất là ít. Có những cái học khu ở những cái nơi xa xôi đó, không có một bữa ăn miễn phí nào được phát hết, nhưng mà vẫn chót tiền của chính phủ. Và ghê gớm một chỗ là có những cái học khu đó, cái tổ chức này dám đưa những cái report đưa ra là một ngày ở đây họ cung cấp 2.500 bữa ăn miễn phí một ngày, và liên tục như vậy từ thứ hai cho đến thứ sáu. Quý vị có tưởng tượng nổi là phải có những lúc có những đứa nhỏ nó bị bệnh hay là gia đình nó không đến lấy, nhưng một ngày cung cấp 2.500 bữa ăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo quý vị nhé.